抱歉，真没认出来。不好意有事儿，先走了。你刚不以为我在跟你搭讪吧？是。所以要真有姑娘跟你搭讪，你就这态度。对。开车了吗？稍有一段。开了，但不方便，你打车吧。抱歉，真没认出来。不好意有事儿。 先走了。你刚不以为我在跟你搭讪吧？是。所以要真有姑娘跟你搭讪，你就这态度。对。开车了吗？稍有一段。开了，但不方便，你打车吧。抱歉，真没认出来。抱歉，真没认出来。xin lỗi, thật sự nhận không ra. 抱歉, hãy đứng đầu câu nha. Là cái dạng là xin lỗi nè, thứ lỗi nè. Nó là một kính tự, nhớ nhé. Còn chữ trinh là chữ thật. Thật đẹp, thật xinh. Còn câu này thật sự nhận không ra. Rinh là chữ nhận nè. Nhận trong trường hợp là nhận biết nè. Nhận ra nè, chữ nhận nè. Thì bây giờ rinh bù thu lại. Thì từ bù là không nè. Thu lại là chữ ra. Ngoài ra cái chữ thu lại còn dùng trong trường hợp là ra đây, nì thu lại hả? Nì thu lại hả? Bạn ra đây đi. 我还有事，先走了。我还有事，先走了。我还有事，先走了。Anh còn có việc đi trước nhé. Thì chữ 我 là chữ tôi nè, từ đơn giản hả? 还 là chữ còn nè, hay là vẫn nè, còn chuyện này, vẫn còn việc này, vân vân. 有 là chữ có, từ này đơn giản hả? Từ 是 là chữ việc. Thì cũng như lần trước mình nói hả, chữ 是 phát âm là sh y ngắn không cong lưỡi phần đuôi, là cái giọng miền Nam. Còn miền Bắc là SH y ngắn R, là từ sợ, giọng miền Bắc. Xiên là từ trước. Từ trước nên mình nhớ là thứ tự của hành động nha. Là cái trường hợp dùng cho thứ tự của hành động, dùng chữ xiên. Xiên cộng động từ nè, ăn cơm trước, đi ngủ trước. Xiên chư phạm, xiên suy chọ, vân vân. Zǒu là chữ đi, đi bộ chung chung. Lỡ là chữ rồi. Xiên zǒu lỡ. Đi nhé, đi trước nhé. Nǐ gāng bù yǐ wěi wǒ zài gěn nǐ dāshàn bǎ? 你刚不会以为我在跟你搭讪吧? 你刚不会以为我在跟你搭讪吧? Anh lúc nãy không lẽ tưởng là tôi đang bắt chuyện với anh chứ? 你 là chữ bạn, chữ anh, xưng hô với đối phương từ này khá đơn giản. 刚 là chữ vừa nãy, lúc nãy là cái từ rút ngắn của chữ 刚才. 不会 thì mình dịch sát nghĩa là sẽ không, nhưng mà trong ngữ cảnh này là 刚不会 là lúc nãy, không lẽ. Trong cái này hả, còn cái nghĩa gốc của nó là 不会 là sẽ không. 以为 tưởng rằng, tôi tưởng rằng chuyện này là anh làm, tôi tưởng rằng là cô ta thích tôi, thì từ tưởng rằng là từ 以为. Chữ 我 là tôi, từ đơn giản hả. Từ 在 trong trường hợp là chữ đang nè, 在 cộng động từ đang làm gì đó. Còn từ 跟 là chữ với nè, trong tiếng Trung mình nhớ cái chữ với A 跟 B, A với B là cấu trúc tiếng Trung hả? Còn tiếng Việt của mình chữ với hai đứng cuối câu, ăn cơm với bạn. Còn tiếng Trung phải là tôi với bạn ăn cơm, là chữ kinh. Nì, xưng hô đối phương ha, bạn, cậu, anh, vân vân. Còn chữ cuối cùng, ta shan, là có động từ là bắt chuyện nè, hay là dạng bắt chuyện tán tỉnh với câu này, anh kia chẳng hạn, là ta shan. Sì. 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 Là chữ vân nè, dạ nè, đúng nè, phải nè. 所以要真有姑娘跟你搭讪。所以要真有姑娘跟你搭讪。所以要真有姑娘跟你搭讪。 Cho nên nếu như thực sự có cô gái nào đó tán tỉnh với anh. 所以 là từ cho nên. Bắt cặp là 因为, 所以, bởi vì cho nên. Còn chữ 要, từ 要 này cái từ viết tắt của từ 要是, nếu như 要是. 真, 真 là chữ thật nè, thật sự. Kinh là chữ với. Với trong tiếng Trung mình nhớ là đứng đầu câu, còn tiếng Việt của mình là đứng cuối. Ăn cơm với bạn thì tiếng Trung phải là với bạn ăn cơm. Còn chữ nì là chữ xưng hô bạn nè, cậu nè, anh nè, vân vân. Ta shan, ta shan như lúc nãy hả, là từ là bắt chuyện nè, bắt chuyện dạng tán tỉnh. Nì chiêu trơ thái độ. Nì chiêu trơ thái độ. Anh thái độ thế đó hả. Nì là chữ anh nè. Chiêu là từ thầy, thầy như thế này, thầy như thế kia, tại vì là bắt cặp với câu trên. Câu trên từ nếu như, giao sự,
bắt cặp với từ chỗ. Chợ là chữ này nè. Thì bây giờ cái này này, việc này, người này, thì bây giờ trong câu này dùng là chữ thái độ này, thái độ, chờ thái độ. Tuệ. Tuệ. Tuệ là chữ đúng, đúng vậy. Khai chơ mà, sau một đoạn. Khai chơ là mà, sau một đoạn. Khai chơ là mà, sau một đoạn. Có lái xe không? Cho em quá gian với. Khai chơ là cái động từ lái xe. Động từ khai, lái xe bung banh nhé. Còn chữ chơ là từ xe. Lơ mơ là một câu hỏi. Rồi chứ? Mà khai chơ lơ mơ là lái xe rồi chứ? Còn mình dịch thoáng thoáng ý này là có lái xe không anh? Sau wǒ yǐ duàn thì chữ sau là cái từ mà diễn đạt là từ mang kèm nè. Thì cái nghĩa gốc là mình mang kèm cái vật phẩm nào đó. Còn bây giờ cái nghĩa này là mang kèm tôi với, ý là cho tôi quá gian với. Yǐ duàn là một đoạn, là một đoạn đường. Khai lở. Khai lở. Khai lở có lái. Còn mình dịch sát nghĩa là lái rồi thì động từ lái là từ khai. Khai chơ từ khai. Đàn bù phóng biệt. Đi đả chơ bà. Đàn bù phóng biệt. Đi đả chơ bà. Đàn bù phóng biệt. Đi đả chơ bà. Nhưng không tiện lắm. Em bắt xe đi. Đàn là từ viết tắt của từ đàn sử. Nhưng mà bù là từ không nè. Phóng biệt là cái tính từ mình chọn. Thuận tiện. Tiện hay là không tiện lắm. Bù thái phóng biệt. Nì là xưng hô đối phương em nè. Tà chơ là từ bắt xe, hay là bắt xe taxi. Bao xin, chân mê rèn chú lạ. Bố hài yếu sơ, xin zô lạ. Nì găng bố yì vế, wǒ zài gì nì dà shàn bà? Shì. Sì yào zhèn yǒu gù niàng gì nì dà shàn, jǐ zhè tài dù. Dùi. Kài chè le ma, shào yǐ duàn. Kài le, dàn bù fāng biàn, nì dà chè bà. Bí kíp từ vựng tiếng Trung giúp mình chinh phục được đủ các ngành nghề từ du lịch, thương mại, kế toán, xây dựng, vân vân. Nếu như bạn muốn nâng cao trình độ tiếng Trung của bạn thì mua ngay khóa học này nhé. Hello, 你们好, 是翟老师, 我已经教了10年的中文了。如果你们想提高你们的中文水平，请订购这套课程哦。OK啦，hiểu trước và nhớ đừng quên nhập chung theo dõi Trái Lão Sư nhé. 再见.